Thưa quý vị, dự báo thời tiết ngày 14 tháng 8, khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ và cao nhất trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ. Vùng hội tụ gió phát triển lên đến mực 5.000 m trên khu vực Bắc Bộ, tiếp tục suy yếu. Miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp khi qua khu vực Bắc Bộ. Từ đêm 14 tháng 8 hình thành trở lại, vùng hội tụ gió lên đến 5.000 m. Áp tăng sau giảm, độ ẩm giảm dần sau tăng. Miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam, hệ thống thời tiết phân tích trên. Từ ngày 15 tháng 8, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên, áp ít thay đổi, độ ẩm giảm sau tăng. Dự báo Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 14 tháng 8, cục bộ có mưa to. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối 15 tháng 8, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.